Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Ninh Cơ được xây dựng nối các huyện Trực Ninh, Hải Hậu. Cụ thể, theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu dự kiến quy hoạch ở địa bàn thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh và xã Hải Trung, huyện Hải Hậu. Đây là cây cầu có một đoạn đường dẫn trùng với đường đê qua thị trấn Cát Thành. Cụ thể đây là tuyến đường vành đai 4, kết nối từ cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình vượt sông Ninh Cơ sang Hải Hậu và nối vào điểm cuối đường Nam Định, Lạc Quần. Bên phía thị trấn Cát Thành, cầu nối vào đường D đoạn sân tennis gần trạm biến áp 220KV Trực Ninh. Vị trí cầu dự kiến quy hoạch cách bến phà Phú An khoảng 600 m Vượt sông Ninh Cơ, cầu nối sang địa bàn xã Hải Trung, huyện Hải Hậu. Đây là khu vực thuộc địa bàn xóm 2, xã Hải Trung. Bên phía xã Hải Trung, cầu có thể đi qua một số nhà dân thuộc xóm 2. Từ xóm 2, xã Hải Trung, tuyến đường dẫn vượt sông Múc nối sang xã Hải Bắc, Hải Hậu. Đây là một trong khá nhiều cây cầu được dự kiến quy hoạch vượt sông Ninh Cơ ở Nam Định.